Dạ Thắng chào cả nhà chúng ta nha. Ngày hôm nay thì Thắng có lô nhãn này, nhãn xuồng tiêu. Nhãn xuồng tiêu nếu mà nhìn ngoại hình bên ngoài á, cô chú bà con chúng ta không có thể phân biệt được qua lá luôn, bó tay. Chỉ một là cơ sở uy tín, hai á, khi mua chúng ta sẽ phân biệt cái mặt dưới của lá. Nhìn mặt trên là không biết ha. Mặt dưới là giống như nó có lông nè cô chú. Chúng ta vuốt ngược lại, nó có lông, nó nhám cái tay mình. Xuồng vàng với lại mấy xuồng kia thì không có cái giống như thế này. Và đặc trưng của hàng xuồng tiêu nè thì cái hạt nó rất là nhỏ, bằng cỡ này, thậm chí nhỏ hơn nữa. Và một vấn đề nữa là khi trái nó chín nó rất là khó rụng. Nó có lông dưới đây nè cô chú. Mình phải lật ngược bề lá lại. Lô này do là này trong nhà làm mà số lượng cũng chưa có nhiều nữa cô chú, như con nói á. Do cái cây bên con thì đang thử nghiệm làm, thì bữa có một số trái nó cũng đạt rồi, mấy nhân giống nha. Bà con nào có nhu cầu thì con mới bán nha. Này hai chú, lô này quá xấu luôn, nhưng mà trong nhà thì phải lấy thôi, chứ không lấy cũng không được. Nè, lá nó nhám nè. Lô này cây nó khằn, nó cỗi, nó xấu kinh điển luôn. Đó, con mua bán con ấy lắm, con có sao nói thật nha. Cây nó quá xấu, cây này thì quá đẹp. Cây này giống như tiên nữ giáng trần, cây kia giống như chí phèo vậy đó. Ác ôn thiệt chứ. Thôi rồi, cây nhãn gì sao kiếm được cô chú đang lên tược nữa. Thì cách phân biệt vậy thôi, con chia sẻ cô chú chúng ta biết để mai mốt mình có mua sùng tiêu á, ở những cơ sở khác hay là ở đâu cũng được, mua bên con vậy, để mình lật ngược cái lá lên. Nó có lông nè, máy còn lấy nét mất rồi. Nó có lông như thế này nè cô chú. Nó rất là lạ như vậy. Rồi con quay ngắn thôi, cảm ơn cô chú ha. Mình có nhu cầu mua về giống gì liên hệ con. Quá trời xấu luôn rồi.